Xin chào các em học sinh. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2. Đó là dạng số 3, so sánh các tỷ số lượng giác mà không cần dùng máy tính hoặc bảng số. Thì đầu tiên ta đến với phương pháp. Thì để sắp xếp thứ tự tỷ số lượng giác cho trước. Đó, một là tăng dần hay là giảm dần. Thì ta làm các bước như sau. Bước 1, ta đưa về tỷ số lượng giác trong bài toán cùng loại, nhớ nhé, nó phải cùng loại, bằng cách sử dụng tính chất nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này sẽ bằng cotan góc kia. Tức là như thế này này, sin alpha cộng beta sẽ bằng 90, tức là nó phụ nhau nhé, thì sin alpha sẽ bằng cos của 90 trừ trừ beta, được chưa? Sin bắc góc này sẽ bằng cos góc kia. À, xin lỗi các bạn, đây là cos của beta, và tan tan alpha sẽ bằng cotan beta. Trong trường hợp này nhé, hai góc phụ nhau thì nó mới xảy ra điều này nhé. Rồi với hai góc nhọn alpha và beta thì ta có sin alpha sẽ bé hơn sin beta và góc alpha bé hơn góc beta. Cos thì ngược lại, cos alpha bé hơn cos beta thì suy ra alpha lại lớn hơn beta. Tan alpha thì nó theo thuận, sin là thuận, tan cũng thuận. Còn cotan là nghịch. Và cos cũng là nghịch, được chưa? Các bạn nhớ như vậy. Vậy thì đến với ví dụ 9. Sắp xếp các tỷ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần. Vậy thì đây anh sẽ quy hết về sin. Vậy cos 30 độ này lúc này nó sẽ bằng với sin, đúng không? Sin của 60 độ. Vì 30 độ cộng 60 độ sẽ bằng 90. Đó, anh đổi cos 30 độ sẽ bằng sin của 60 độ. Tương tự, cos 40 độ sẽ bằng sin của 50 độ. Vì 50 cộng 40 bằng 90. Và đây là sin 51. Vậy thì ta đã biết là các góc alpha này này, nó tỷ lệ thuận với nhau, đúng không? Vậy người ta yêu cầu tăng dần. Thì ta xếp cái nhỏ nhất, được chưa? Nhỏ nhất tức là sin 50. Sin 50 độ sẽ bé hơn sin 51 độ. Và bé hơn sin 60 độ. Và bé hơn sin 70 độ. Và các bạn lại quy đổi một lần nữa theo yêu cầu đề bài. Đúng không? Sin 50 độ thì nó tương ứng với cos 40 độ. Được chưa? Sẽ bé hơn sin 51 độ và bé hơn cos của sin 60 độ, lúc này là cos của 30 độ, và bé hơn sin 70 độ. Đó, vậy là ta hoàn thành xong câu A. Với câu B thì sao? Với câu B, anh cũng khuyên các bạn quy đổi, đúng không? Nhưng mà lúc này nó xuất hiện một cái ông rất lạ, đó là cotan. Vậy cotan lúc này nó sẽ bằng cos của 32 độ chia cho sin của 32 độ, được chưa? Rồi. Vậy thì các bạn thấy cos này, cos vậy sin lúc này ta đổi ra cos là cos của 90 trừ 57, tức là cos của 33 độ. Đúng không? Cos thì nó là nghịch này. Cái nào càng nhỏ, đúng không? Càng nhỏ thì nó càng lớn. Được chưa? Cái nào càng nhỏ thì nó càng lớn. Vậy người ta yêu cầu là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Đúng chưa? Thì cos của 34 độ bé hơn cos của lớn hơn cos của 33 độ. Vậy suy ra là anh xin lỗi. 33 độ bé hơn 34 độ, đúng chưa? Đây.
Ba là đứng ở vị trí beta, còn alpha là 34. Vậy thì suy ra nó lại ngược lại. Đúng chưa? Cos của 34 lại bé hơn cos của 33. Đó. Cos 34 độ bé hơn cos 33 độ. Được chưa? Còn cái chỗ này, còn cái ông cotan này ta phải xử lý làm sao đây? Rồi, cái cotan này ta phải xử lý như thế nào? Thì ở đây các bạn biết đó, một cái góc alpha lớn hơn 0 và bé hơn 90 độ thì suy ra cái sin đó, alpha này sẽ cũng lớn hơn 0 đúng không? Lớn hơn 0 và bé hơn 1. Rồi, mà các bạn để ý alpha lúc này là 32 đúng không? 32. Một số chia cho số từ 0 đến 1. Anh ví dụ số 3 chia cho 2 thì là bằng 1,5. Nhưng mà số 3 chia cho 1 phần 2. 1 phần 2 này nằm từ 0 đến 1 đúng chưa? Thì nó lại bằng 3 nhân cho 2 là bằng 6. Đó. Thì càng chia trong số trong cái khoảng từ 0 đến 1. Đúng không? Thì nó lại càng lớn. Vậy tức là cos 32 này này, nó chia cho một cái số nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Đây, tức là sin alpha, alpha chạy từ 0 đến 90 thì nó nằm trong đoạn từ 0 đến 1. Giá trị từ 0 đến 1. Một cái cos chia cho một cái số giá trị từ 0 đến 1 thì chắc chắn cái số này này nó sẽ lớn hơn cái giá trị cos 32 độ. Được chưa? Chắc chắn cái này nó lớn hơn giá trị cos 32 độ. Lớn hơn nhiều lần. Được không? Vậy ta có thể khẳng định là nó sẽ là thằng lớn nhất. Cos 32 độ chia cho sin 32 độ. Được chưa? Rồi, và vậy thì giờ các bạn quy đổi thôi, quy đổi nha. Quy đổi cos 34 độ giữ nguyên nè. Bé hơn cos 33 độ thì ta quy đổi từ sin 57 độ. Và bé hơn cotan của 32 độ. Đó, đó là ví dụ 9. Còn ví dụ 10 tương tự các bạn cũng sẽ lập luận như anh xử lý cái ví dụ ở câu B này. Ở đây thì nó có tan đúng không? Có tan thì các bạn sẽ dễ hơn tại vì nó thuận mà. Được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ chuyển qua dạng số 4. Chứng minh hệ thức lượng giác. Phương pháp sử dụng định nghĩa và một số hệ thức lượng giác cơ bản. Thì các bạn phải nhớ thôi. Nhớ những cái hệ thức lượng giác cơ bản thì chúng ta mới đi chứng minh được. Thì đầu tiên, cho góc nhọn alpha. Nhớ là góc nhọn nhé. Thì người ta yêu cầu chúng ta chứng minh là sin alpha sẽ bé hơn tan alpha. Sin alpha bé hơn tan alpha. Tan alpha lúc này anh ghi lại là sin alpha chia cho cos alpha. Thì tương tự thôi, các bạn lập luận nhé. Một cái góc alpha này lớn hơn 0 và bé hơn 90 độ. Tại vì đề bài cho alpha là góc nhọn. Suy ra cos alpha cũng sẽ nằm trong đoạn từ 0 đến 1 thôi. Được chưa? Mà một số chia cho các số từ 0 đến 1 á thì chắc chắn là suy ra là gì nào? Suy ra sin alpha chia cho cos alpha đúng không? Đấy. Tức là anh chia nghịch đảo đi, được chưa? Anh chia cho 1 chia hai vế cho 1. Được chưa nào? Thì ta sẽ có được sin alpha chia cos alpha sẽ chắc chắn sẽ lớn hơn sin alpha, được chưa? Tại vì cos alpha nằm trong đoạn từ 0 đến 1.
và bé hơn 1, đúng chưa nào? Rồi, đó là xong câu A. Có một cái cách số 2 thì có lẽ nó sẽ tường minh hơn, là chúng ta sẽ dùng hình học. Được chưa? Dùng hình học để ta chứng minh trực tiếp nó trên hình. Đó. Còn không thì các bạn có thể dùng cái cách 1 này nhé. Nó là một cái cách lập luận thôi. Đó, anh giới thiệu cả hai cách để nếu bạn nào có thích dùng cách nào thì ta sẽ dùng. Đây là góc alpha này mà đề bài cho, đúng chưa? Và người ta bảo nó là góc nhọn, đúng không? Vậy thì ta xét tam giác vuông, tam giác ABC, đúng không? Vuông tại A thì ta có cái góc C nó bằng cái góc alpha như đề bài yêu cầu, thì ta có sin alpha thì bằng sin đi học là bằng AB chia cho BC. Thì các bạn thấy nó là góc nhọn á, thì chắc chắn cái cạnh AB này này nó luôn bé hơn cạnh huyền, đúng không? Là nó bé hơn 1 đấy, được chưa? Còn tan alpha thì là bằng, thôi đừng khóc, đúng không? Đối chia chia kề là AB chia cho AC. Rồi. Thì cái này cũng bé hơn 1. Đó. Thì nếu mà trong trường hợp nó cùng bé hơn 1 như thế này, ta lại phải so sánh tiếp. Giờ bạn có AB bằng AB rồi, đúng không? Hai cái tử bằng nhau. Nhưng cái thằng BC nó lại lớn hơn thằng AC, đúng chưa? Tử bằng nhau, đúng chưa? Cùng một số mà lại chia cho hai cái mẫu khác nhau. Thì mẫu nào càng lớn thì phân số đó càng bé. Tức là BC nó lớn hơn thì suy ra là AB phần BC nó lại bé hơn AB phần AC. Được chưa? Cái này là một cách lập luận khá đơn giản của kiến thức lớp 4 thôi. Mẫu càng lớn, tử bằng nhau thì phân số đó càng bé. Đó, vậy ta cũng kết luận được tan alpha sẽ lớn hơn sin alpha. Và đây là cái điều phải chứng minh. Rồi, đó là câu 1A. Ở câu 1B thì các bạn sử dụng biến đổi một xíu nhé. Biến đổi đại số. Biến đổi đại số. Đó. Câu 1B. 1 cộng cho tan alpha. Tan alpha thì anh có thể ghi là sin bình alpha chia cho cos bình alpha. Được chưa? Sin chia cos tất cả bình. Sin chia cos là tan. Được chưa? Bằng 1 phần cos bình alpha. À, người ta đang kêu chứng minh đúng không? Thì anh xét. Xét về trái nhé. Rồi, anh quy đồng. Cos bình alpha cộng cho sin bình alpha trên cho cos bình alpha. Sin bình cộng cos bình thì các bạn biết nó là bằng bằng 1, được chưa? Bằng cos bình alpha thì nó bằng với phải. Thì ở đây là điều phải chứng minh. Rồi. Còn câu C các bạn sẽ tự làm nhé. Coi như là một phần bài tập về nhà. Các bạn cũng biến đổi này và quy đồng tan alpha lên. Quy đồng cái vế phải này lên. À, vế trái này lên. Và biến đổi nó về cái vế phải. Rồi bây giờ anh sẽ qua cái ví dụ số 12. Chứng minh rằng, đây, một cái biểu thức khá là dài. 1 trừ 4 sin bình alpha trừ cos bình alpha. Rồi rồi, nó nói chung nó lòng ngoằng. Thì anh xét cái vế lòng ngoằng trước nha. Cái vế lòng ngoằng là cái vế trái. Thì ta có là 1 trừ, ở đây anh sẽ ghi 2 sin alpha nhân cos alpha tất cả bình, được chưa? Trên cho sin alpha trừ cos alpha tất cả bình. Thì ở đây á, các bạn có nhớ cái hằng đẳng thức là
Phần đẳng thức số 3 ta sẽ áp dụng vào đây nhé. Là 1 trừ cho 2 sin alpha cos alpha nhân cho 1 cộng cho 2 sin alpha cos alpha. Được chưa? Chia cho sin alpha trừ cos alpha bình. Và nó bằng gì nào? Ở đây này, ở đây có phải là hằng đẳng thức không? 1 thì nãy ta vừa chứng minh ở câu B nãy đấy. 1 thì là bằng sin bình alpha. Đấy, cộng cos bình alpha và trừ cho 2 sin alpha cos alpha. Thì đây là cái hằng đẳng thức số 2, tương tự bên này là cái hằng đẳng thức số 1. Đấy, sin bình alpha cộng cos bình alpha cộng cho 2 sin alpha cos alpha, được chưa? Rồi chia cho sin sin alpha trừ cos alpha tất cả bình. Thì ở đây này, đây chính là cái hằng đẳng thức số 2 là sin alpha trừ cos alpha tất cả bình nhân cho sin alpha cộng cos alpha tất cả bình chia cho sin alpha trừ cos alpha tất cả bình. Thì hai cái này nó rút gọn cho nhau rồi, vậy nó đúng bằng cái vế vế phải, và đây là điều phải chứng minh. Đó, nó bằng sin alpha cộng cos alpha tất cả bình thôi, được chưa? Đó, và kết thúc cái ví dụ số 12 này thì cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Đó, nếu các bạn thấy những nội dung này là hữu ích thì các bạn hãy share và like. Đó, đồng thời nhấn nút đăng ký nhé. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.